Mở đầu clip ngày hôm nay, anh Bèo sẽ sử dụng kem chống nắng để cosplay. Đầu tiên anh ta thoa một lớp kem chống nắng lên trên gương mặt của mình, nhưng để lại ba sọc bên mắt trái, anh ta không thoa kem. Sau đó anh ta đi phơi nắng một ngày, nhưng vị trí anh ta không thoa kem chống nắng đã bị cháy đen và làm thành vết sẹo như trên gương mặt sáng tóc đỏ. Kem chống nắng này không ăn được đâu nhá anh em. Tiếp theo anh Bèo đã cosplay lại con rồng như bức ảnh ở hình trên. Mọi người có đoán ra được anh Bèo đã sử dụng những bộ phận nào để cosplay con rồng kia không? Nếu như mình đoán không nhầm thì anh ta đang nằm ngửa và sử dụng đôi chân của mình để hóa trang thành cặp sừng của con rồng kia. Cosplay xong, anh Bèo liền cho luôn chủ nhân con rồng vào mồm để thưởng thức. Sau đây anh Bèo sẽ sử dụng một con mèo đen và một chiếc áo vàng để cosplay. Đầu tiên anh ta nhét con mèo đen vào trong chiếc áo, sau đó đội mũ lên cho con mèo để hóa trang thành trang phục Dreamer Phoenix của game Liên Quân Mobile. Úi dồi ôi, đến cả con mèo mà anh Bèo cùng cắn cho đỡ thèm kìa. Tiếp theo anh Bèo sử dụng hai chiếc bát này để cosplay. Đầu tiên anh ta úp hai chiếc bát lên vị trí như thế này, sau đó kéo cái quần xuống một tí để hóa trang thành nàng Bạch Tuyết như bức ảnh ở hình bên. Cosplay xong, anh Bèo liền nếm thử xem quả táo có độc hay không. Và đây là mang hóa thân thành nhân vật Quý Dreamer, một vị tướng trong game Liên Quân Mobile. Cosplay xong, anh Bèo liền thưởng thức những sợi mi được làm bằng bìa cắt tông. Tiếp theo, anh Bèo sử dụng những cục đất sét để nặng một cái cây và một người đang ngồi. Sau đó anh ta đặt chúng lên đầu của mình. Sau đó anh ta cắt tỉa tờ giấy màu xanh rồi trùm lên đầu của mình như thế này. Vậy là anh ta đã cosplay thành công một người đang bị lạc trên đảo hoang. Tiếp theo anh Bèo sử dụng một chiếc khăn tắm để làm cho mình một cái áo khoác. Sau đó anh ta áp sát gương mặt của mình lên trên chiếc gương. Vậy là anh ta đã cosplay thành công gã phù thủy hắc ám Voldemort với chiếc mũi tẹt của mình. Tiếp theo anh Bèo sẽ sử dụng khả năng vẽ vời điêu luyện của mình để cosplay. Anh ta đã biến cái bụng của mình trở thành con gấu bông như bức ảnh ở hình bên. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận chi.